huyện trong tỉnh An Giang, gồm Chi Tôn, tỉnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, đưa vào Bảy Núi trên kênh truyền hình An Giang lần thứ 24. Rất là điêu luyện, kỹ thuật họ rất là tốt, nếu mới đi tiến vào sâu được, chứ bình thường nếu mà căn bản thì sẽ lội vòng ngoài. Chơi hết mình, đứng thì té cũng vẫn đồng còn, giữ vẫn đứng bình thường, cũng vẫn chạy, cho bò chạy, và rất hay. Mừng quá mừng ơi. Mừng hai ngày quá. Tết Dolta, chung là Tết Dolta đi.